Và ngày hôm nay, một nhân vật thú vị sẽ xuất hiện ngay sau đây. Xin mời. Phần 4 sẽ là sự xuất hiện của một cô gái vô cùng đặc biệt. Sinh ra và lớn lên tại Campuchia, bươn chải kiếm sống tại Lào và Thái Lan, nhưng lại thành công tại Việt Nam. Không ai xa lạ, đó chính là Ti Thi, cô gái vàng trong làng gỏi đu đủ. Xin chào cả nhà yêu. Em sống ở tại Campuchia và em qua Lào 3 năm và Thái 3 năm. Cuộc sống với mẹ em thì ở bên đó đi làm việc thôi, làm mua bán bánh, chè này nọ. Vì em thấy ở Việt Nam không ai làm cho nên em về Việt Nam em sẽ chế biến qua làm theo khẩu vị Việt Nam và Thái. Tại vì em ở bển 26 năm rồi, ba đất nước rồi cho nên em sẽ nhìn cách người ta làm và em về em sẽ làm theo cái khẩu vị em lại. Về Việt Nam này em rất là khó khăn là em mới đi ra hội chợ em bán. Em chưa live stream, lúc đó em chưa live stream. Rồi ra ngoài xong có người lợi ăn gỏi, mua gỏi xong cái người ta quay phim xong bắt đầu cái mình không có nghĩ mà mình nổi lên đông follow, nhiều follow cỡ mức độ đó. Đó, lúc đó cái người ta gọi lại cho em tại lúc đó em có đọc số điện thoại trên Facebook luôn. Em có bán gỏi đâu vậy? Em bán gỏi đâu vậy? Mà lúc đó là tại vì cái cuộc sống hơi khó khăn tí xíu chưa dám mở quán. Tại vì cái món mình là mình biết là cực. Em gắng cố gắng hết sức để em làm được lâu dài. Và càng nhiều người càng yêu mến thì em càng nỗ lực càng nhiều hơn. Cuộc sống gia đình em cũng bây giờ ổn định lắm. Nhưng mà tình yêu thì chưa có. Cha mẹ em thì chỉ có mình em à. Giờ còn mẹ với em thôi. Chuẩn bị đồ ăn từ lúc 7 giờ sáng cho đến 12 giờ. Mở cửa bán cho đến 8 giờ hoặc 9 giờ tối. Một ngày bán bình thường á, đắt á, thì 100 kg. Đắt quá thì hơn tí xíu. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình bán chỉ có 100 kg trở xuống thôi. Mọi người yêu mến Ti Thi là cũng vì do Ti Thi vui. Và một vấn đề nữa đó chính là Thi làm món ăn gỏi lạ nhất. Lạ, nhiều người làm nhưng mà không có giống. Nó lạ. Và đặc biệt nữa người ta thích mình là phục vụ nhiệt tình. Mà cũng như là mệt mỏi thì nhưng mà mình nhiệt tình, mình vui vẻ. Cái công thức đó, làm gỏi thì ở trong cái món gỏi của em á, ra cái dĩa gỏi á, cái cọng đu đủ này á, mọi người biết không? Tại vì nhiều người đến ăn quán nhà Ti Thi tại sao mà nó giòn? Thì đây là Thi bào liền, bán liền. Đó chính là một tiếng đồng hồ thôi, qua một tiếng rưỡi là đu đủ sẽ mềm. Cho nên bán trong một tiếng nó phải hết cái số lượng đu đủ đó. Và kế tiếp đó chính là ngò gai và ớt và tỏi và cà chua, ba khía, ghẹ sữa, đậu đũa. Chị biết Thi từ hồi Thi đi hội chợ. Chị có thấy ở trên Facebook ngon hơn ở bên Thái á. Chị có đi Thái rồi, chị ăn rồi. Nhưng mà cái vị của Ti Thi là hợp với người Việt Nam hơn. Bình thường á là chị không có ăn được cái đậu sống này. Nhưng mà ở Ti Thi là có đậu sống trộn trong đây thì ăn rất là lạ. Với lại ba khía. Dạo gần đây hình như Ti Thi có thêm ghẹ sữa. Thì chị thấy rất là ngon, hợp. Rất là tò mò về cái em gái chủ quán này. Nói chung là muốn đến một lần thử coi tại sao mà em ấy có sức hút nhiều như vậy. Thật sự là đến đây thì nãy giờ không có rời mắt được. Em rất là có sức hút, chẳng biết làm sao á. Bây giờ hãy cùng chào đón Ti Thi sẽ xuất hiện trên sân khấu của Thiên Đường Ẩm Thực nha.